Sư cho con hỏi, con đang tu pháp sám thủ tướng, có cần ăn chay trường không? Cái pháp sám thủ tướng này đó xuất hiện là do cái nhu cầu lịch sử. Đấy, cái thời kỳ bên Trung Quốc đó, nó có một cái giai đoạn thoái trào của Phật giáo. Khi mà rất nhiều vị tìm không ra những vị sư có sự trong sạch về giới hạnh để có thể sám hối một cách bình thường, cho nên là các vị đó mới do cái điều hoàn cảnh thời cuộc lúc bấy giờ, cho nên là mới sáng tạo ra cái phương pháp là tự mình sám hối với mình đó. Thì từ đó nó mới có cái câu là sám thủ tướng. Nói như vậy để quý vị hiểu là cái phương pháp này vốn dĩ không có trong đạo Phật, mà do nhu cầu thời cuộc, do một cái giai đoạn thoái trào của Phật giáo Trung Hoa, cho nên nó do cái nhu cầu đó, cho nên nó xuất hiện. Thành ra đó, thời nay thì mình không cần. Thời nay mình không cần. Chứ còn đừng nói gì đến cái chuyện chay trường, chỉ riêng cái chuyện sám thủ tướng thôi đó, thì thời nay nó đã không còn cần thiết. Bởi vì quý vị hoàn toàn có thể sám hối với những vị có giới, và hoàn toàn có thể xin giới với những vị có giới.